Cập nhật tin tức Hoa Kỳ và Thế Giới, bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau <laughs> Donald Trump đã đúng, quyết định của trùm ngân hàng Jerome Powell đẩy kinh tế Mỹ xuống vực thẳm Bước ngoặt, tòa án Pennsylvania đưa ra phán quyết chấn động kịp thời ngăn chặn âm mưu gian lận của phe Dân Chủ trong cuộc tổng cử 2024 Một phụ nữ mang súng bị bắt tại Washington DC vì cáo buộc đe dọa cựu Tổng thống Trump. Đảng viên Dân Chủ lâu năm bị kết tội trong vụ lừa đảo bầu cử ứng viên ba. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, khi Donald Trump còn giữ vị trí Tổng thống, ông đã nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của việc duy trì lãi suất liên bang ở mức cao. Ông Trump đã đưa ra các quyết định nhằm giữ lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, chủ tịch cục dự trữ liên bang jerome powell người mà chính ông trump đã đề cử lại có quan điểm khác biệt khi kiên định với chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát các quyết định của jerome powell đã đẩy kinh tế mỹ vào tình thế khó khăn lãi suất cao đã làm tăng chi phí vay vốn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đầu tư mở rộng trong khi người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu kết quả là nền kinh tế mỹ rơi vào tình trạng trì trệ với lạm phát tăng cao và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng những chính sách này đã gây áp lực lớn lên thị trường lao động và đẩy giá cả sinh hoạt lên mức cao chưa từng thấy trong hơn 40 năm qua. Trong khi đó, những chính sách mà Donald Trump đề xuất trong nhiệm kỳ của mình đã chứng tỏ sự đúng đắn khi ông nhấn mạnh vào việc giữ lãi suất thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Trump nhận thức rõ ràng rằng một nền kinh tế khỏe mạnh cần có môi trường vay vốn dễ dàng cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, từ đó tạo ra sự sôi động trong hoạt động kinh tế và tăng cường sự thịnh vượng giờ đây với tình trạng kinh tế hiện tại nhiều người bắt đầu nhìn nhận lại những quyết định của donald trump và thấy rằng ông đã có cái nhìn xa hơn về tác động dài hạn của lãi suất cao trong khi đó các quyết định của jerome powell không chỉ không đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát mà còn đẩy kinh tế mỹ vào tình trạng bất ổn làm tổn thương hàng triệu gia đình và doanh nghiệp trên khắp cả nước sự đối đầu giữa quan điểm kinh tế của donald trump và jerome powell giờ đây không chỉ còn là một cuộc tranh luận về chính sách mà còn là minh chứng rõ ràng cho những hệ quả nghiêm trọng mà nền kinh tế Mỹ đang phải gánh chịu. Bước ngoặt, tòa án Pennsylvania đưa ra phán quyết chấn động, kịp thời ngăn chặn âm mưu gian lận của phe Dân Chủ trong cuộc tổng cử 2024. Kính thưa quý vị, trong một quyết định mang tính bước ngoặt, tòa án thịnh vượng chung Pennsylvania đã phán quyết rằng hình ảnh kỹ thuật số của các lá phiếu bầu qua thư và các phiếu vắng mặt được coi là hồ sơ công khai. Quyết định quan trọng này bắt nguồn từ một phụ kiện liên quan đến người kháng cáo Michel Provide, người đã tìm cách lấy bản sao điện tử của các lá phiếu này từ cuộc tổng tuyển cử năm 2020 thông qua luật quyền được biết của Pennsylvania, gọi tắt là RTKL. Vụ kiện bắt đầu khi Provide nộp các yêu cầu RTKL đến hội đồng bầu cử quận Erie, tìm cách truy cập vào các hình ảnh kỹ thuật số của tất cả các lá phiếu bầu qua thư và phán mặt cũng như hình ảnh của các phong bì bên ngoài và các lá phiếu tại điểm bỏ phiếu từ cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 Hội đồng đã từ chối yêu cầu của cô, lập luận rằng các tài liệu này không phải là hồ sơ công khai theo mục 308 của bộ luật bầu cử Pennsylvania. Profile sau đó kháng cáo lên văn phòng hồ sơ mở OOR, nơi đã đứng về phía cô đối với các lá phiếu bầu qua thư và vắng mặt, nhưng vẫn giữ nguyên việc từ chối đối với các lá phiếu tại điểm bỏ phiếu. Hội đồng bầu cử quận ED đã đưa vụ việc lên tòa án thường trực, nơi đã ra phán quyết có lợi cho hội đồng. Tuy nhiên, quyết định này đã bị tòa án thịnh vượng chung lật lại vào thứ tư, cho rằng hình ảnh kỹ thuật số của các lá phiếu bầu qua thư và vắng mặt thực sự là hồ sơ công khai. Tòa án xác định rằng các hình ảnh này thuộc phạm vi của luật quyền được biết (RTKL), luật yêu cầu công khai các hồ sơ của chính phủ trừ khi được luật pháp miễn trừ một cách rõ ràng. Thẩm phán Ellen Kessler, người viết ý kiến đa số, cho biết rằng các lá phiếu bầu qua thư và vắng mặt sau khi được lấy ra khỏi các thùng phiếu hoặc máy bỏ phiếu được coi là hồ sơ công khai và có thể được lấy thông qua yêu cầu RTKL miễn là tuân theo các quy tắc tiết lộ của bộ luật bầu cử và không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng hoặc có khả năng nhận dạng những cá nhân đã bỏ các lá phiếu đó. Ứng cử viên phó thống đốc Natalie Clausen đã ca ngợi phán quyết này, nói rằng đây là một chiến thắng lớn cho sự toàn vẹn bầu cử ở Pennsylvania. Utah cần theo gương Pennsylvania và tuyên bố rằng hình ảnh kỹ thuật số của các lá phiếu bầu qua thư là hồ sơ công khai. Có hai điều có thể đúng. Hình ảnh các cuộc bầu cử phải có khả năng kiểm tra để khôi phục niềm tin. Và phiếu bầu của các cá nhân phải được giữ bí mật. Utah, hãy theo gương Pennsylvania, có bằng chứng cho thấy rằng một số khu vực ở hạt Salt Lake có tỷ lệ cử tri tham gia 117% trong năm 2020 đối với cử tri không đăng ký. Đây rõ ràng là một vấn đề. Công chúng và bên thứ ba cần có khả năng kiểm tra các cuộc bầu cử của chúng ta. Phóng viên điều tra Behizi viết trên X, điều tôi thích về phán quyết này là các thẩm phán phúc thẩm thật sự đã dành thời gian để hiểu vấn đề. Mục 308 của Bộ luật bầu cử Pennsylvania nói rằng mọi thứ là hồ sơ công khai, ngoại trừ nội dung của các thùng phiếu và máy bỏ phiếu và hồ sơ của các cử tri được hỗ trợ. Tòa án cấp dưới đã sử dụng một logic xoắn để nói rằng hình ảnh của các lá phiếu bằng cách nào đó là nội dung của các máy bỏ phiếu và do đó được bảo vệ khỏi các yêu cầu ATKL đúng là hình ảnh của các lá phiếu được chụp bởi máy, nhưng chúng không phải là một phần của máy. Những bức ảnh bạn chụp bằng điện thoại của mình không phải là một phần của điện thoại của bạn. Nghĩ như vậy là vô lý, nhưng đây thật sự là cái cớ mà một số thẩm phán cánh tả và quan chức bầu cử phe dân chủ sẵn sàng đưa ra để che giấu sự thật. Một phụ nữ mang súng bị bắt tại Washington DC vì cáo buộc đe dọa cựu tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ từ Texas đã bị bắt tại Washington, D.C. vì bị cáo buộc đe dọa cựu Tổng thống Donald Trump khi mang theo vũ khí không có giấy phép. Cảnh sát Metropolitan được thông báo bởi cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã bắt giữ người phụ nữ này. Cô ấy đã đi từ San Antonio, Texas đến thủ đô quốc gia. Nghi phạm tên Christina Montoya, 41 tuổi, đã bị giam giữ vào chiều thứ Sáu tại một khu vực dân cư ở đông bắc DC bởi các sĩ quan tìm thấy chiếc Honda Accord của cô. Theo báo cáo của cảnh sát, Montoya đang đối mặt với các cáo buộc mang theo súng ngắn mà không có giấy phép, sở hữu vũ khí chưa đăng ký và đe dọa một cựu tổng thống. Montoya đã bị giam giữ vào tối thứ Sáu. Thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát Metropolitan cho biết, Sở Cảnh sát Metropolitan phát đi thông báo rằng một người phụ nữ đã bị bắt vì các tội danh đe dọa và mang theo súng ngắn mà không có giấy phép. Vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2024. Vào khoảng 12 giờ 12 phút chiều, sở cảnh sát nhận được thông tin về một người phụ nữ đã đi đến Washington DC. Chiếc xe của cô ấy được tìm thấy tại khu vực 1 và cuộc điều tra tiếp theo dẫn đến việc tìm ra vị trí của cô ấy. Thông qua cuộc điều tra của các thám tử, Christina Montoya, 41 tuổi, ở San Antonio, Texas đã bị bắt và bị cáo buộc tội mang súng ngắn không có giấy phép, sở hữu vũ khí chưa đăng ký và đe dọa một cựu tổng thống. Các mối đe dọa chống lại cựu Tổng thống Trump được cho là đã bắt đầu vào ngày 20 tháng 7. Mặc dù chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ, các sĩ quan đã thu hồi một khẩu súng lục Smith Wesson M&P Shield màu bạc, một băng đạn và một khóa súng từ xe của Montoya. Điều này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình huống. Sự việc này diễn ra sau một vụ ám sát nhằm vào cựu tổng thống trong cuộc mít tinh tranh cử của ông tại Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Theo báo cáo từ The Gateway Pundit, Michael Wiseman, 68 tuổi, cư dân của Jupiter, Florida, đã bị bắt vào tháng 7 vì đe dọa Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ J.D. Vance và con cái của họ trên Facebook. Các mối đe dọa của Wiseman được cho là đã thực hiện trên tài khoản Facebook của ông. Theo cuộc điều tra của cảnh sát, ông đã đưa ra nhiều lời đe dọa chống lại Trump và Vance những người gần đây được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức tổng thống và phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Đảng viên dân chủ lâu năm bị kết tội trong vụ lừa đảo bầu cử ứng viên ma. Kính thưa quý vị, cựu cảnh sát trưởng quận Street Lucy Ken Mascara, một đảng viên Đảng dân chủ lâu năm, đã bị kết tội trong một vụ lừa đảo bầu cử liên quan đến ứng viên ma. Mascara, người lần đầu tiên được bầu vào năm 2000 đã phục vụ 6 nhiệm kỳ trước khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2023. Quỹ ban đạo đức Florida gần đây đã bỏ phiếu về các hình phạt liên quan đến một khiếu nại do Sở Thực thi Luật pháp Florida, FDLE khởi xướng, đã phát hiện ra bằng chứng đáng lo ngại chống lại Mascara. Theo báo cáo từ TC Palm, cuộc điều tra của FDLE tiết lộ rằng Mascara đã hợp tác với những người khác để tuyển dụng Kevin Carter, một cựu phó cảnh sát, tham gia cuộc bầu cử sơ bộ chống lại Richard William, một cựu cảnh sát tuần tra cao tốc Florida, Kader đã đánh bại William trong cuộc bầu cử sơ bộ nhưng thua Mascara trong cuộc bầu cử tổng quát. Sau khi cuộc điều tra cho rằng có lý do hợp lý để buộc tội, Mascara đã đối mặt với lựa chọn. Ông có thể yêu cầu một phiên điều trần chứng cứ do bộ phận điều hành của bang tiến hành. Thay vào đó, ông đã chọn một thỏa thuận với văn phòng tổng trưởng lý bang, thực chất là thừa nhận hành vi sai trái. Vào tháng 12 năm 2023. Chỉ vài ngày trước khi Ủy ban Đạo đức ra phán quyết, Mascara đã từ chức, viện lý do sức khỏe không xác định, một động thái mà nhiều người hiện nay suy đoán là một nỗ lực để trốn tránh sự giám sát sắp tới. Theo thỏa thuận với Ủy ban, Mascara bị buộc phải nộp phạt dân sự 5.000 đô la và nhận cả sự khiển trách công khai và sự quở trách vì lạm dụng quyền lực của mình. Trong lời thừa nhận trước Ủy ban, ông thừa nhận đã khuyến khích một ứng cử viên khác tranh cử chống lại mình trong văn phòng cảnh sát trưởng một vi phạm rõ ràng đối với luật đạo đức của Florida. WFLS báo cáo, các nhà điều tra cho biết họ đã phát hiện ra kế hoạch của ứng viên kia sẽ nhượng bộ mascara sau khi thắng cuộc bầu cử sơ bộ. FDLE đã mở một cuộc điều tra hình sự sau cuộc bầu cử năm 2020 khi các nhà điều tra phát hiện mascara đã chỉ đạo các cấp dưới của mình chạy chiến dịch của đối thủ, làm và đặt biển hiệu và tạo trang web cho chiến dịch mascara cũng bị buộc tội cung cấp tiền mặt cho các nhà tài trợ giả để đóng góp vào chiến dịch của ứng viên khác một văn phòng trưởng lý bang bên ngoài cuối cùng không truy tố hình sự mascara nói rằng không có dấu vết tiền bạc rõ ràng mà họ có thể chứng minh mascara không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về các cáo buộc nhưng viết trên một bài đăng trên facebook rằng ông không tưởng tượng rằng việc khuyến khích người dân tham gia vào quá trình dân chủ là phi đạo đức